Trần Pháp Dung trở thành nghi phạm trong câu chuyện cái tát của Vương Tinh. Gần đây, đạo diễn Vương Tinh đã tiết lộ trên kênh YouTube cá nhân về một vụ việc giữa hai nữ diễn viên tranh giành sự ưu ái dẫn đến việc tát nhau khi quay phim tại đài ATV. Nhiều cư dân mạng cho rằng Trần Pháp Dung là một trong hai nữ chính của vụ việc. Vài ngày trước, Trần Pháp Dung đã tham dự đêm chung kết cuộc thi Hoa hậu Hồng Kông 2024 với tư cách giám khảo. Sau cuộc thi, khi được phỏng vấn bởi truyền thông, cô đã được hỏi về sự việc này. Trần Pháp Dung chia sẻ rằng khi chứng kiến tân Hoa hậu Hồng Kông đăng quang, cô cảm thấy xúc động và nhớ lại nhiều kỷ niệm xưa. Cô nói, bây giờ có nhiều ý kiến từ công chúng hơn. Hồi đó, tôi nhớ là có hơn 3.000 người tham gia, sau đó từ từ loại dần đến khi còn hơn 30 người. Sau đó, tất cả chúng tôi cùng đến Úc để quay ngoại cảnh, rồi quay về Hồng Kông để tiếp tục cuộc thi và cuối cùng chọn ra 3 người đoạt giải cao nhất. Chúng tôi dành rất nhiều thời gian bên nhau, vì vậy ai cũng rất thân thiết. Cô cũng nói thêm rằng, hồi đó, các thí sinh còn được đào tạo về phong thái và trang điểm. Hồi đó tôi thậm chí còn không biết trang điểm. Nghĩ lại thời ấy, chúng tôi vẫn còn là sinh viên, chưa biết đi giày cao gót. Khi tập nhảy, ai nhảy không tốt sẽ bị phạt ở lại tập thêm. Khi được hỏi về việc cô có phải là một trong hai nhân vật chính của vụ tát không, Trần Pháp Dung không xác nhận cũng không phủ nhận. Cô chỉ trả lời, về chuyện này thì tôi không có gì để nói, cảm ơn mọi người. Cô cho biết mình cũng thường xuyên xem chương trình YouTube của đạo diễn Vương Tinh. Chương trình của anh Tinh tôi thường xem, mọi người có thể theo dõi, cũng có nhiều điều thú vị. Có điều gì chưa nghe qua? Có người nói về những việc tôi biết. Cũng có những điều tôi không biết, chuyện này cũng khá thú vị. Lưu Khải Huy ở Hồng Kông đón Trung Thu, Lưu đang tiết lộ bé Tiểu Gạo nếp thích ăn bánh Trung Thu. Bộ phim sitcom của TVB Mái ấm gia đình đã tổ chức sự kiện chào đón Trung Thu vào ngày 17, với dàn diễn viên tham gia vui vẻ, tạo nên không khí đầy tiếng cười. Đại gia trưởng Lưu Đan, ba Đan, khi trả lời phỏng vấn truyền thông đã tiết lộ rằng con trai của ông, Lưu Khải Huy, gần đây đang ở Hồng Kông và cả gia đình sẽ ăn cơm cùng nhau mừng lễ. Ông cũng chia sẻ rằng cháu gái Tiểu Nộn Nộn rất thích ăn bánh Trung Thu, nhưng may mắn là có bà nội kiểm soát lượng ăn. Mặc dù Lưu Đan phải đi làm vào dịp Trung Thu, nhưng ông vẫn cố gắng về nhà kịp để ăn tối cùng gia đình. Ông chia sẻ, phải đi làm từ sáng đến trước bữa tối, nhưng dù sao cũng phải về nhà kịp để đón lễ. Ông sẽ mừng lễ với gia đình như thế nào? Cũng như mọi năm, ở nhà ăn những món truyền thống như bưởi và hạt dẻ nước, nhưng hạt dẻ nước giờ khó mua. Có thói quen nào đặc biệt không? Tôi không biết, mọi người ăn gì thì tôi cũng ăn vậy thôi. Con trai Lưu Khải Huy có về Hồng Kông đón lễ cùng không? Có, đang ở Hồng Kông. Gần đây cũng ở đây luôn sao? Đúng vậy. Nên cả gia đình sẽ ăn một bữa cơm cùng nhau. Ngoài việc ăn cơm gia đình trong dịp Trung Thu, tất nhiên không thể thiếu bánh Trung Thu. Lưu Đan cũng tiết lộ cháu gái Tiểu Nộn Nộn rất thích ăn bánh. Thì may mà có vợ tôi kiểm soát, nếu không chắc nhà có bao nhiêu bánh cũng không đủ ăn, ai cũng thích ăn. Cháu thích bánh Trung Thu truyền thống hay bánh Trung Thu kiểu hiện đại như bánh da tuyết? Cháu không có sở thích gì đặc biệt, chỉ cần có bánh mới là cháu sẽ thử một ít, nếu ngon thì ăn thêm miếng nữa. Vì vậy, bà nội phải kiểm soát để cháu không ăn quá nhiều. Có vẻ như Tiểu Nộn Nộn là một người rất mê đồ ăn. Ngoài ra, khi nhắc đến thí sinh số 9 của cuộc thi Hoa hậu Hồng Kông năm nay, Trần Điềm Điềm, dù tiếng Quảng Đông của cô không chuẩn, nhưng nhờ ngoại hình xinh xắn, đáng yêu nên được nhiều cư dân mạng yêu mến. Cô cũng nhiều lần bày tỏ mong muốn gia nhập đoàn phim Mái ấm gia đình để đóng vai con gái của sếp Tàu. Là đại gia trưởng, Lưu Đan rất hoan nghênh và còn khuyến khích, tiếng Quảng Đông chưa chuẩn không sao. Chỉ cần bạn cố gắng chắc chắn sẽ thành công. Nếu bạn muốn tham gia Mái ấm gia đình, không chuẩn một chút cũng không sao, mọi người đều biết sếp Tàu cũng chưa chuẩn mà. Ông còn lấy ví dụ về Lưu Gia Linh khi tham gia lớp đào tạo diễn viên để khích lệ. U Minh Thuyên tuyên bố sẽ đóng phim truyền hình lần nữa, tiết lộ yêu thích việc nhận sự sắp xếp từ công ty. Chương trình phỏng vấn TVB vừa phát sóng ngày 1 vừa qua, tập trung nhìn lại những tác phẩm kinh điển trong lĩnh vực truyền hình và âm nhạc của U Minh Thuyên, chị Lisa, hiện nay đã 77 tuổi. Với tư cách là một tiền bối, chị cũng rất quan tâm đến thế hệ sau. Khi người dẫn chương trình Phan Tĩnh Văn, xuất thân từ chương trình Thanh Mộng Truyền Kỳ, thậm chí quên giới thiệu bản thân, chị đã nhanh chóng nhắc nhở cô ấy tự giới thiệu. Đúng là một tiền bối, ngay cả khi làm khách mời cũng chăm sóc cho hậu bối. Chị đã hoạt động trong làng giải trí hơn nửa thế kỷ và đã đóng rất nhiều phim truyền hình. Nhưng lần cuối cùng chị đóng phim truyền hình chính kịch, không tính các vai khách mời, là 9 năm trước, năm 2015. Khi đó, chị đã cùng Lưu Tùng Nhân đóng vai chính trong bộ phim Sự Chuyển Mình Hoa Lệ,
và chị cũng là người trình bày ca khúc chủ đề của bộ phim. Trong chương trình, khi Phan Tĩnh Văn cùng chị ôn lại những bộ phim mà chị đã tham gia, cô hỏi chị về việc nhận lời đóng phim truyền hình là do sự sắp xếp của công ty hay vì thấy có tính thử thách mới nhận lời. Chị Lisa cho biết đó là do công ty sắp xếp và còn tiết lộ rằng chị sẽ tham gia một bộ phim truyền hình nữa. Phần lớn tôi đều làm theo những gì công ty sắp xếp, tuân thủ, và khi họ mời bạn, chắc chắn là có vai diễn dành cho bạn, vì vậy tôi không lo lắng. Chẳng hạn, sắp tới tôi sẽ tham gia một bộ phim nữa. Tuy nhiên, chị Lisa chưa tiết lộ sẽ hợp tác với ai, nhưng đã khiến nhiều cư dân mạng mong chờ chị sẽ trở lại đóng phim. Uông Minh Thuyên theo tục lệ đốt giấy áo cúng cô hồn, cư dân mạng lo ngại, tháng 7 âm lịch, theo truyền thuyết, là thời điểm cửa âm phủ mở ra, và ngày 17 tháng 8 chính là ngày lễ Vu Lan hay còn gọi là Tết Cô Hồn vào ngày 14 tháng 7 âm lịch. Nhiều người thường đốt giấy áo, đồ vàng mã vào dịp này. Ngay cả Uông Minh Thuyên, Lyra cũng tuân theo tục lệ dân gian, bà đã chia sẻ một bức ảnh trên Instagram với dòng chú thích: ngày 14 tháng 7 âm lịch đốt giấy áo. Trong ảnh, Lyra mặc giản dị và đứng bên lề đường đốt giấy vàng mã. Nhiều cư dân mạng bình luận rằng Lyra không ngại tự tay thực hiện việc đốt giấy áo. Điều này rất đáng khen ngợi. Tuy nhiên, cũng có người lo lắng và nhắc nhở rằng không nên chụp ảnh những việc như vậy, bày tỏ sự quan ngại, những chuyện này không nên chụp ảnh và lưu giữ. Theo truyền thuyết, tháng này cửa âm phủ được mở để những vong hồn không nơi nương tựa từ cõi âm có thể lên dương gian. Người sống thường đốt giấy áo, thực phẩm, đồ vàng mã và tiền giấy để cúng, với mong muốn tránh bị các vong hồn quấy nhiễu và để gia đình được bình an. Một số khác lại cho rằng đây là hành động làm phước, cứu giúp những vong hồn cô đơn, để họ có áo mặc, có thức ăn. Chị cả Uông Minh Thuyên mừng sinh nhật 77 tuổi, diện đồ ở nhà, trang điểm nhẹ nhàng, thanh lịch theo năm tháng. Uông Minh Thuyên, một ngôi sao có tầm ảnh hưởng lớn trong làng giải trí, đã hoạt động gần 60 năm và vẫn còn rất năng động trong ngành. Bà thường xuyên tham gia các sự kiện tại đại lục và đi du lịch nước ngoài, sống cuộc sống đầy màu sắc. Ngày 28 tháng 8 là sinh nhật lần thứ 77 của Uông Minh Thuyên, bà đã chia sẻ những bức ảnh mừng sinh nhật từ sớm, trang điểm nhẹ nhàng, hoàn hảo thể hiện sự thanh lịch qua năm tháng, sáng sớm. Uông Minh Thuyên ăn mừng sinh nhật tại nhà cùng chú chó cưng. Bà mặc trang phục ở nhà, tóc được búi gọn, trang điểm nhẹ, không ngại dấu vết thời gian. Bà viết, sinh nhật 77 tuổi, có thiệp mừng, có mì trường thọ, trứng gà, bánh sinh nhật Lady M, có Coco, Bingo, Brenda, Resi, ông lo còn chưa thức dậy, tối qua quay phim của đài RTHK, mọi thứ đều trọn vẹn, vui vẻ, khỏe mạnh là được rồi. À, còn mong buổi biểu diễn sẽ thành công nữa.